Chào mọi người nhá. Ở video này thì mình sẽ show ra cái sản phẩm vừa xem vào trong admin này. À, vào cái trong phần quản lý này của nó này. Đấy. Thì ở đây gì nhỉ? Mình sẽ phải làm như thế nào nhỉ? Ở đây được. Mình sẽ sao? Mình sẽ tạo tiếp một cái router. Đây. Sản phẩm quan tâm đấy, mình đều quan tâm đi. Ở đây thì là cái product quan tâm viết xong đấy, mình chẳng biết nó đúng hay sai nhưng mà cứ dịch như vậy. Viết product đấy. Thì ở đây mình sẽ gắn vào cái đầu tiên là mình sẽ gắn cho nó cái router cho nó này. Đây mình sẽ sửa lại là quan tâm cho nó. Rồi khi kích vào thì nó sẽ đi vào đâu? Mình cũng sẽ là public function đấy, thì ở đây mình sẽ return về view luôn, return view đây, mình sẽ user ra đây đấy, mình sẽ tạo một cái đấy là đấy, ok. Thì ở đây trong này thì mình cũng sẽ kế thừa lại cái mọi người copy lại cái trục product đấy, thì mình danh sách sản phẩm bạn quan tâm đấy, thì ở đây mình sẽ ẩn đi thằng này đi. Rồi và đang khi mình kích vào đây nó sẽ ra đây đúng không, ở đây thì mình sẽ phải dùng Ajax mình load. Thì ở các đoạn Ajax mình đã có viết trước, mình đã có viết ở trang home đúng không? Đây thì mình không có đây product view mọi người có lại đoạn này này, bật xuống cả đây ở đây đấy, thì ở đây thì mình sẽ không phải check, mình sẽ bỏ đi đoạn đoạn này đây. Đây ở trên kia thì mình đã check scope đúng không, nó scope thì bắt đầu mình với lại ở đoạn trên là mình cho nó scope. Thì ở cái đoạn này mình không có scroll mà nó loát vào, nó loát thì mình sẽ lấy Ajax luôn. Thì ở cái dao này mình sẽ đổi lại một chút, mình sẽ đổi lại cái view của nó. Thôi được rồi, cứ để tạm như vậy đã. Đây mình sẽ cho nó một cái ID đây, cái array đây, chỗ này mình sẽ đây cứ cho này cái ID đi bằng đấy, xem nó đang ngồi đọc file gì không, không ra nó bị lỗi ở đây à, Jack chỗ này nó đang bị thiếu một token nhá, đây mình cho token lên đây làm vậy. Ajax thì mọi người vào mấy cái M12 lên vào mấy cái giờ để xem nó đang báo lỗi gì nhé. Đây format ta là 47 về sao.
409 là token. À. Đây mọi người vào cái app này. Mọi người copy cho mình cái dòng token này. Đây này. Mọi người copy vào, mọi người vào cái phần layout, của user nha. Đây, mọi người vất cho mình tên này. Ok. Mình xem làm lại xem. Đấy thì nó đã thả cái sản phẩm mình đã xem vào đây. Đấy. Thì ở đây mình sẽ sửa tay nó lại một chút. Bởi vì mình lười. Côn 3 image. Thằng image là mình sẽ là mark width là 100%. Đấy. Thằng image đúng không? Mình sẽ style lại ở lại cái đoạn này nhá. Có mọi người muốn đẹp thì mọi người cứ style nhá. Mình nói chung là mình không 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 cái này mình chỉ làm hướng dẫn về tính năng thôi, nên là mình sẽ không đi sâu về vấn đề style. Mà mình sẽ không đi sâu về vấn đề là hình thức nó đẹp hay hay xấu. Ở đây mọi người sửa lại cho mình. Mà mình sẽ bỏ đi thằng bỏ cái thằng texture đi. Đấy, mình sẽ có một cái như này. Mình sẽ làm lại này. Đấy, ở đây nó đang còn đắp kết hai cái ảnh. Chả hiểu sao nó đắp kết hai ảnh nhỉ? À, ra có thể là do à, đây là do cái đấy của nó. Đây, mình sẽ ấn đi một cái ảnh của nó. Display none. Đây, ok. Cả hai này cũng thế, những cái này mình ấn hết đi, mình chỉ để sau ra cái tên sản phẩm thôi. Ở đây là mình sẽ ấn đi cái button nhá. Đây mình sẽ để ấn đi cái đây. Đây ấn luôn cái này đi. Đấy, mình sẽ ấn luôn cái này. Chỉ còn lại hiển thị sản phẩm vừa xem. Đây mình tắt luôn thằng này. Đấy thì là mình đã có những cái danh sách có những cái sản phẩm các bạn vừa vừa đã xem rồi nhá. Sao cái con này vẫn đang còn nhỉ? À là đây card thằng này cũng cho ấn nốt. Đấy thì ở đây thì chỗ thằng này thì mọi người cho full size tầm 15 thôi. Đấy. Full size tầm 15 mà cho nó lai hơi tầm 20. Đấy, full size 15 lai 20. Thằng này là thằng H2 à. Full size lai hơi 20 cho là 18. Đấy, là ôi cái trường này thấy được rồi. Đấy, vậy là mình sẽ có được cái giá này thì mình cũng cho nó ấy một chút. Price này thì là đây mình sẽ cho là text center. Cho nó margin tốt vào tầm 10 pixel. Đấy. Thì là như thế nó sẽ đẹp hơn. Đấy, ok. Vậy là mình đã hoàn thành cái sản phẩm mà quan tâm. Đấy. Ở đây bạn các bạn đẹp thì các bạn có thể tạo view mới làm đẹp. Mình lười nên mình đấy mình show luôn cái thằng này. Cho nó nhanh. Ok.